Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ cập nhật đến các anh chị một số thông tin về cái keo cách ly này. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ rút cái đông cách ly này về cái sàn Binance. Thứ hai thì em sẽ chia sẻ với các anh chị đó là cách để mua cái đông cách ly như thế nào. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ gửi staking cái đông cách ly này để nhận lại hàng ngày. Ở cái video trước thì em có chia sẻ với các anh chị cách để chúng ta tiến hành đăng ký cái tài khoản cách ly này. Khi các anh chị đăng ký thì các anh chị sẽ nhận được 500 cái đồng cách ly và nó sẽ tự động đặt cược cho các anh chị và để các anh chị nhận lại hàng ngày. Và 500 cái đồng cách ly khi các anh chị đăng ký các anh chị nhận được thì nó sẽ gửi staking trong vòng 15 ngày. Sau 15 ngày thì nó sẽ chuyển qua cái mục thả dù này. Thì các anh chị click vào chữ thả dù này thì ở đây thì nó sẽ thông báo cho các anh chị này. Airdrop của bạn sẽ tự động cam kết trong 15 ngày và sẽ tự động được gỡ bỏ và khóa sau 15 ngày. Nó sẽ không được mở khóa cho đến khi cách ly được liệt kê trên sàn giao dịch. Tức là khi các anh chị nhận thì nó sẽ tự động gửi staking cho các anh chị và các anh chị nhận lại hàng ngày. Sau 15 ngày đấy thì nó sẽ di chuyển sang cái mục thả dù này. Lúc nào cái đồng cách ly này nó được liệt kê trên sàn giao dịch thì khi đó các anh chị mới rút được 500 cái đồng này nhá. Còn lại là các anh chị chỉ sử dụng được cái mục lại thôi. Cái số lại mà khi các anh chị nhận được đấy thì các anh chị có thể đặt cược tiếp để cho nó sinh ra lời, hoặc là các anh chị có thể rút về cái sàn Binance luôn nhá. Anh chị nào mà chưa có cái tài khoản cách ly này thì các anh chị có thể xem cái video đăng ký cái tài khoản đấy. Các anh chị có thể đăng ký cho mình một cái tài khoản để các anh chị có thể khai thác được cái đồng cách ly này nhá. Rồi bây giờ thì hiện tại ở trong ví của em là có sẵn là 603 cái đồng cách ly này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rút nhá, xem nó có uy tín hay là không. Các anh chị click vào cái chữ giảm giá cách ly ở đây. Rồi cái số dư hiện tại đang có là 603 và cái min rút tối thiểu đó là 60 cái đồng cách ly này. Thì bây giờ em sẽ rút là 300 nhá. Bây giờ thì em sẽ rút 300 cái đồng cách ly này. Rồi các anh chị nhấn vào cái chữ bán ngay ở đây. Các anh chị quay trở lại cái mục ví này cho em. Đây các anh chị click vào. Ở đây thì cái số dư của em nó đã bị trừ 300 rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục lịch sử để xem này. Đây ở đây thì nó đã trừ của em 300 rồi này. Và hiện tại thì chưa giải quyết nhá. Tức là nó chưa trả về ví cho em đấy. Tức là cái việc rút chưa thành công nhá. Các anh chị đợi bên cái sàn nó duyệt cho chúng ta nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt đi này. Như thế em đã chia sẻ các anh chị cách để chúng ta tiến hành rút cái đồng cách ly này về cái sàn Binance thôi nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị nào mà có cái nhu cầu mua cái đồng cách ly này để các anh chị gửi lại đấy thì các anh chị có thể tham khảo nhá. Vì cũng có một số anh chị hỏi cái cách mua như thế nào đấy thì bây giờ em sẽ chia sẻ các anh chị luôn. Để mua thì các anh chị cũng vào cho em cái mục ví ở đây này. Các anh chị click vào cái mục buy cách ly ở đây. Ở đây mục USDT thì các anh chị sẽ mua được 250 đồng cách ly này nhá. Bây giờ thì các anh chị sao chép cho em cái địa chỉ ví này này. Đây các anh chị nhấn copy này. Sau đó các anh chị lên sang Binance hoặc là ở đâu cũng được, miễn các anh chị có cái đồng USDT mạng BEP20. Các anh chị chuyển vào cái địa chỉ ví này. Sau đó các anh chị nhấn vào chữ thích gió Pucha ở đây. Sau 1 đến 3 phút thì các anh chị sẽ được thanh toán nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ copy này. Đấy, bây giờ thì em sẽ sang cái ví Trust Wallet. Bây giờ thì em sẽ vào cái ví Trust Wallet để chuyển cái USDT vào cái địa chỉ ví đó. Hiện tại thì em đang có 1.3 USDT nhá. Đấy, bây giờ thì em kích vào này. Các anh chị nhấn vào chữ gửi này. Các anh chị nhớ là mạng BEP20 nhá. Rồi bây giờ thì các anh chị dán cái địa chỉ các anh chị vừa sao chép đó vào đây. Và các anh chị nhập cái số lượng USDT các anh chị cần mua này. Đây, ở đây thì em sẽ mát luôn nhá. Các anh chị. Rồi. Các anh chị nhấn vào tiếp tục này. Rồi, các anh chị nhấn xác nhận. Đây, các anh chị nhập cái mật khẩu ví. Các anh chị đợi một chút xíu nhá. Rồi như thế là chúng ta đã chuyển thành công rồi đấy. Bây giờ các anh chị quay trở lại. Đấy, các anh chị vào lại cái mục ví ở đây này. Các anh chị click vào cái chữ buy cách ly ở đây. Các anh chị nhấn vào cái chữ tích do Pucha ở đây.
rồi thì nó sẽ thông báo là các anh chị nhận được 326 cái đồng cách ly này nhá. Rồi các anh chị nhận vào ok. Như thế là các anh chị đã mua thành công cái đồng cách ly rồi đấy. Bây giờ để gửi đây lại thì các anh chị click vào cho em cái chữ start ở đây này. Đấy. Các anh chị nhập cái số lượng các anh chị muốn gửi vào đấy nhá. Ở đây thì em đang có 629 cái đồng cách ly này. Bây giờ thì em sẽ gửi start hết luôn. 629 này. Các anh chị nhập cái số lượng vào đây và các anh chị nhấn vào chữ start now ở đây. Rồi, như thế là các anh chị đã gửi start thành công rồi nhá. Cái số vốn mà các anh chị đem đi start đấy thì 65 ngày thì nó sẽ trả ra lại cho các anh chị nhá. Nó trả ra lại cái mục phí đấy để các anh chị có thể tùy lúc tùy các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại vào cái ví để xem cái đông cách ly mà chúng ta tiến hành rút đấy thì nó đã về cái sang Binance hay là chưa nhá. Các anh chị vào cái mục ví ở đây này. Các anh chị vào cái mục lịch sử ở dưới này. Đây, cái số 300 lúc này chúng ta tiến hành rút thì nó đã về cái sang Binance thành công rồi nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái sang Binance để kiểm tra. Đây, ở đây thì ở trên cái điện thoại của em nó cũng đã báo thành công rồi này. Bạn đã nhận được một USDT rồi nhá. Rất là uy tín. Anh chị mở cái ứng dụng sang Binance lên. Anh chị nào mà để khai thác được cái con này thì các anh chị cần có cái sang Binance này nhá. Anh chị nào mà chưa có cái sang này thì cái đường link đăng ký cái sang em sẽ để ở dưới cái phần mô tả đấy. Các anh chị đăng ký cho mình một cái tài khoản sang. Các anh chị lấy cái địa chỉ ví để các anh chị đăng ký cái tài khoản cách ly nhá. Rồi các anh chị vào cái mục ví ở đây này. Các anh chị click sang cái mục giao ngay ở đây. Rồi các anh chị ấn cái số dư bằng 0 đi hoặc là các anh chị vào ở đây các anh chị gọi cái USDT này. Đấy thì các anh chị sẽ thấy ở đây đã nhận được một đô nhá. Đấy. 13 giờ 16 này. Hiện tại thì cái keo cách ly này về cái tính năng nạp rút thì nó vẫn rất là ok. Còn sau này thì chưa biết nhá. Nên cái về cái con này thì nó cũng liên quan đến đầu tư đấy. Còn anh chị nào mà không đầu tư thì các anh chị cứ chơi free thôi. Đầu tư thì nó luôn đi kèm về rủi ro nên các anh chị cần cân nhắc nhá. Như thế là em đã chia sẻ các anh chị cách để các anh chị rút cái đồng cách ly này về cái sang Binance, cũng như đã chia sẻ với các anh chị cách để các anh chị nạp để các anh chị mua cái đồng cách ly này, để các anh chị gửi staking ở trên cái dự án cách ly này. Và bây giờ theo cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo.